Hello em, chúng mình em đến lâu quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Khương Keller. Thì hôm nay Gana có ra cái chuyện chế tác này mới nè anh em. Thì đây là vệ binh Vương quốc mặt trời. Sáu bộ đồ khá là căng. Trước thì cái video mà bên server Indonesia là người ta đã ra cũng khá là lâu rồi anh em ơi. Ok. Đã để sao ha. Thì ok, hôm nay có nạp kim cương nhận katana xịn nên anh em. Đây có 3 cây, cây thần không, thần bí này, cây tinh thần thép này, cây niềm tin. Để xem mình có những cái gì rồi để mà nhận cái này. Ba đập 99 kim cương thôi thì nên mình đập 20k vô là sẽ nhận được miễn phí một cây katana. Thì như anh em biết thì katana bây giờ cầm được vô tự chiến anh em, cho nên em có thể lấy một skin xịn xịn ưng ý nhất cho mình để mà vô thực chiến chém cho nó chất anh em. Đây là cái thằng bí anh em ơi, cái này thì cũng khá là xịn nè. Cobra, nhạc sĩ anh sen, đây bộ da nó là có những cái gì ta, niềm tin. Cái này thì hiệu ứng nó nhẹ nhàng thôi, còn cái này thì khá là xịn. Cái này lúc trước nằm 500 kim cương hay sao anh em, kim cương hay bao nhiêu ta không nhớ nữa, nhưng lúc trước nó cũng nạp kim cương thôi. Ok, mình sẽ nhận cây này anh em ơi. Cây này thì hướng khá là ảo à. Đây, vũ khí nè, cây này thì nó cầm được sẵn chờ cái thứ ba cây, cây nào cũng vậy à. Xem sẵn chờ đây khá là xịn ha. Ok, tiếp theo là sự chế tác anh em ơi. Một cái chế tác nè, cái này thì bảy đá ba mảnh. Có cái cánh này thấy cảm giác khá là dướng rồi nè, khi mà chạy nó sẽ hiệu ứng, chạy nhảy sẽ có hiệu ứng đặc biệt cũng ra gì đó. Rồi vàng xanh màu này cũng đẹp anh em. Ba đá và một mảnh màu trắng này cũng xịn nè. Màu nam thì nhìn nó có cái quả đầu, nhìn thích cái quả đầu này. Sẽ quay tí xíu cái vật phẩm trong đây có bao nhiêu giấy chế tác đây. Ok, 13 giấy chế tác mình sẽ lấy trong đây để mà quay cho anh em xem chế tác. Ok, 10, 55 đơm đi. Ok, mình sẽ test tỷ lệ cho anh em xem. Ok, đây mình cũng đã quay hết mấy vé rồi chưa bấm quay á nè. Ra một bản vẽ thôi, ra được 800 vàng nữa rồi đó. Chỉ cần một bản vẽ thôi anh em ơi. Vàng rồi. Được khoai. Mọi vé thì cũng có thể là không nói được gì, nhưng mình sẽ test cho anh em xem. Mình cũng không ham hố gì bộ đồ này đâu. Giá quay súng. Ok, ổn định luôn anh em ơi. 10 vé thôi. Chăm 100 thì ra ba cái này làm gì ta? Còn gì nữa đâu anh em ơi? Đây khá là khoai anh em. Thì ok, thì mình sẽ test cái katana cho anh em xem. Hết ham rồi, 10 vé thấy quá khứ rồi anh em. Bộ đồ đó nhìn cũng theo phong cách cũng không đẹp cho lắm, nhưng mà mình thích là thích cái tóc mới như thế nào. Này đây là katana game mới này nè.
Cây này thì đẹp anh em, nếu mà so sánh ba cây thì cây này có lẽ là cây đẹp nhất rồi. Ok, thì video này mình chỉ test sương sương về cái tỷ lệ của chế tác mới cũng như là cây katana này thôi nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video, nếu thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, cho nên cái kênh ủng hộ mình, bấm chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn em ở video tiếp theo.